đa tiến công dâng cao, Ukraine tiến vào quận Kretkovsky thuộc Tusker, Nga ra lệnh di tản bắt buộc trong vùng 15 km giáp biên giới. Ngay tận thế tại Rostov, hơn 140 vụ cháy rừng bùng phát, thiêu rụi 30 tòa nhà và 13 khu dân cư. Hơn 2.000 lính cứu hỏa được huy động để đối phó. Nga mất hơn 10.000 xe tăng, xe bọc thép tại Ukraine. Dữ liệu từ Oris cho thấy tổn thất lớn của Nga bao gồm 3.376 xe tăng. Chuyên gia dự đoán nguồn dự trữ có thể cạn kiệt vào cuối năm 2025. Hạm đội bóng tối của Nga bị đuổi khỏi Địa Trung Hải. Hy Lạp kéo dài tập trận tại Vịnh Laconia, buộc đội tàu chở dầu Nga phải tìm điểm neo đậu mới. Ukraine phủ nhận liên quan đến vụ mưu sát ông Trump. Chính phủ và quân đội Ukraine bác bỏ mọi liên hệ với nghi phạm Ryan Weslayroth. Tổng thống Zelensky lên án bạo lực chính trị. Ông Donald Trump tuyên bố mới về chiến sự Ukraine. Cựu Tổng thống Mỹ khẳng định có thể giải quyết giao tranh bằng sức mạnh và trí tuệ. Trên đây là những diễn biến đáng chú ý có trong bản tin chiến sự Nga-Ukraine ngày 17 tháng 9 của The Saigon Post. Sau đây là nội dung chi tiết. Molly Fan trân trọng kính chào quý vị khán thính giả thân thương. Cảm ơn quý vị đã tin tưởng lựa chọn The Saigon Post để cập nhật tin tức. Trở lại với bản tin cập nhật tình hình chiến sự Nga-Ukraine và những chuyển động quốc tế đáng chú ý ngày hôm nay, Molly Fan mời quý vị theo dõi những nội dung ngay sau đây. Ukraine đang mở rộng tấn công vào Kursk, Nga di tản bắt buộc hai khu vực. Thưa quý vị, khu vực Kursk của Nga giáp ranh với Ukraine đang chứng kiến sự leo thang căng thẳng khi lực lượng vũ trang Ukraine UAF tiếp tục mở rộng hoạt động quân sự trong vùng. Theo báo cáo mới nhất, UAF đã tiến vào quận Kharkovsky, đánh dấu một bước tiến đáng kể trong chiến dịch của họ tại khu vực này. Các nguồn tin từ cả hai phía đang cung cấp thông tin về tình hình đang diễn biến phức tạp, trong khi các kênh thông tin thân Nga tuyên bố đã giành lại quyền kiểm soát làng Vyshyloy phía tây nam Glasgow. Các nhà phân tích từ Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISW cho biết họ chưa tìm thấy bằng chứng trực quan để xác nhận điều này. Đồng thời, các nguồn tin công khai của Nga thừa nhận rằng lực lượng Ukraine tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công ở nhiều khu vực như Vesyoly, Novaya Put và Medvestia. Trên mặt trận, quân đội Ukraine đang đối đầu với các đơn vị tinh nhuệ của Nga, bao gồm Trung đoàn dù 56 và Sư đoàn dù 106. UAF đang tiến hành các trận đánh tấn công trên nhiều hướng, từ Lyubimovka về phía đông nam Korenevo đến Malaya Loknya phía bắc Susa. Các đoạn phim được định vị địa lý từ ngày 14 và 15 tháng 9 cho thấy lực lượng Nga đang di chuyển trên các cánh đồng phía đông Okhyabr và tiến về phía tây Lyubimovka. Đáng chú ý, cuộc giao tranh tại Kursk đã thu hút sự tham gia của nhiều đơn vị quân đội Nga, bao gồm tiểu đoàn 382 của Lữ đoàn Thủy quân Lục chiến, tiểu đoàn Abad, tiểu đoàn Samad và sư đoàn Wildonbass. Tại khu vực Dayino, UAF đang đối đầu với Trung đoàn dù 51 và Lữ đoàn Thủy quân Lục chiến số 155 của Nga. Trong bối cảnh căng thẳng leo thang, chính quyền Nga đã ban hành lệnh di tản bắt buộc đối với dân cư tại các quận Rilsky và Kumotovsky thuộc vùng Kursk. Thống đốc Alexei Smirnov giải thích rằng quyết định này nhằm bảo đảm an toàn cho người dân trong khu vực 15 km giáp biên giới với Ukraine. Lệnh di tản này phản ánh mức độ nghiêm trọng của tình hình an ninh trong khu vực. Hoạt động quân sự của Ukraine tại Kursk đã diễn ra trong hơn một tháng, với báo cáo cho thấy họ đã giành quyền kiểm soát hơn 100 khu định cư, bao gồm cả thành phố Susa. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã xác nhận rằng các hoạt động này đang diễn ra theo đúng kế hoạch chiến lược đã đề ra. Đáp lại, Nga đã tăng cường đáng kể sự hiện diện quân sự của mình trong khu vực. Theo các nguồn tin, số lượng quân nhân Nga tại Kursk có thể đã tăng lên tới 45.000 người. Nhiều trong số đó được điều chuyển từ các vùng chiến sự khác của Ukraine. Sự gia tăng này phản ánh tầm quan trọng chiến lược của Kursk đối với cả hai bên trong cuộc chiến. Ngay tận thế, hơn 140 vụ cháy nhấn chìm biên giới Nga. Thưa quý vị, khu vực Rostov nằm ở phía tây nam nước Nga và giáp ranh với các tỉnh Luhansk và Donetsk của Ukraine đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng môi trường nghiêm trọng. Hàng loạt vụ cháy rừng đã bùng phát, gây ra tình trạng mà người dân địa phương mô tả là ngày tận thế. Theo báo cáo từ Thống đốc khu vực Vasily Golubev, tính đến sáng thứ Hai đã có gần 140 vụ cháy được ghi nhận.
Hậu quả của những vụ cháy này là vô cùng nghiêm trọng, với 30 tòa nhà bị hư hại, 13 cơ sở dân cư bị thiêu rụi. Diện tích cháy rừng lan rộng trên 9,5 hectare tại 3 huyện trong khu vực. Hãng thông tấn nhà nước TASS đưa tin rằng tình trạng khẩn cấp đã được ban bố tại các quận Aksaysky và Neklinovsky. Bộ chính sách khu vực cảnh báo do thời tiết khô nóng, nguy cơ cháy rừng cực độ vẫn còn. Chính quyền địa phương đã huy động một lực lượng lớn để đối phó với tình hình, với khoảng hơn 2.000 lính cứu hỏa được triển khai, 300 thiết bị chuyên dụng được sử dụng. Mặc dù vậy, việc dập tắt đám cháy gặp nhiều khó khăn do gió mạnh khiến lửa lan rộng nhanh chóng. Khói dày đặc bao trùm thủ phủ Rostov-on-Don gây cản trở nghiêm trọng tầm nhìn của người lái xe và ảnh hưởng đến sức khỏe người dân. Nhiều cuộc di tản đã được tiến hành tại các khu vực bị ảnh hưởng. Người dân trong thành phố phàn nàn về mùi khét, khói và tro không thể chịu nổi. Những người có vấn đề về hô hấp được khuyến cáo không nên ra ngoài để tránh các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng. Thống đốc Golubev cho biết đám cháy bùng phát do nhiều nguyên nhân, bao gồm gió mạnh, đường dây điện chồng chéo, xử lý bất cẩn của con người. Điều đáng chú ý là khu vực Rostov vốn là một vùng nông nghiệp quan trọng, cung cấp hơn 1/10 lượng ngũ cốc của Nga. Tuy nhiên năm nay khu vực này đã phải đối mặt với nhiều thách thức, bao gồm sương giá đầu xuân gây thiệt hại cho mùa màng, hạn hán kéo dài làm giảm sản lượng. Theo Reuters, sản lượng nông nghiệp đã giảm gần 1/3. Những điều kiện thời tiết khắc nghiệt này có thể đã góp phần tạo ra môi trường thuận lợi cho các đám cháy bùng phát và lan rộng nhanh chóng. Tình hình cháy rừng tại khu vực Rostov đang gây ra những hậu quả nghiêm trọng về môi trường, kinh tế và xã hội. Mặc dù chính quyền địa phương đang nỗ lực hết sức để kiểm soát tình hình, nhưng với điều kiện thời tiết bất lợi và quy mô rộng lớn của đám cháy, có thể sẽ cần thêm thời gian và nguồn lực để hoàn toàn dập tắt các đám cháy. Cuộc chiến xâm lược kéo dài tại Ukraine đã gây ra những tổn thất đáng kể cho lực lượng vũ trang Nga, đặc biệt là trong lĩnh vực phương tiện bọc thép. Theo dữ liệu từ trang web Oris, một nguồn theo dõi và ghi nhận tổn thất quân sự, Nga đã mất hơn 10.000 xe bọc thép các loại kể từ khi bắt đầu cuộc chiến. Con số này bao gồm 3.376 xe tăng, trong đó có 159 chiếc T-90, loại xe tăng hiện đại nhất của Nga, hơn 5.000 xe chiến đấu bộ binh và xe bọc thép chở quân, cùng với hơn 1.500 phương tiện bọc thép khác như xe vận tải, trinh sát và rà phá bom mìn. Mức độ tổn thất này đã tạo ra những thách thức đáng kể cho khả năng duy trì hoạt động quân sự của Nga tại Ukraine. Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế IISS và Viện Dịch vụ Thống nhất Hoàng gia Russia ước tính rằng khoảng 85% số xe tăng và xe bọc thép được triển khai ra chiến trường là những thiết bị cũ từ thời Liên Xô đã được phục hồi và cải tiến. Điều này cho thấy Nga đang phải dựa vào kho dự trữ cũ để bù đắp cho những tổn thất hiện tại. Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISW trong báo cáo gần đây đã nhấn mạnh rằng để duy trì tốc độ hoạt động tấn công ở Ukraine, quân đội Nga đang phụ thuộc rất nhiều vào kho vũ khí và thiết bị thu hồi từ thời Liên Xô, đặc biệt là xe bọc thép. Tuy nhiên, nguồn dự trữ này đang dần cạn kiệt, đặt ra câu hỏi về khả năng của tổ hợp công nghiệp quân sự Nga trong việc sản xuất đủ thiết bị để thay thế những tổn thất, ngay cả khi có sự huy động kinh tế mạnh mẽ hơn. Các chuyên gia như Alexander Goss từ Trung tâm Nghiên cứu Đông Âu Stockholm và Pavel Luzin, chuyên gia khách mời tại Trung tâm Phân tích Chính sách Châu Âu, đã đưa ra dự đoán rằng với tốc độ tổn thất hiện tại, khả năng tân trang lại xe tăng và xe chiến đấu bộ binh từ kho dự trữ của Nga có thể sẽ cạn kiệt vào khoảng nửa cuối năm 2025. Điều này có thể đặt ra những thách thức nghiêm trọng cho khả năng tiếp tục các hoạt động quân sự của Nga tại Ukraine trong tương lai. Kirill Budanov, người đứng đầu Tổng cục Tình báo quân sự Ukraine, đã đưa ra nhận định rằng Nga có thể sẽ cố gắng giành chiến thắng ở Ukraine trước đầu năm 2026. Theo ông, năm 2025 được coi là năm quyết định đối với Điện Kremlin, vì đến giữa năm đó, Nga dự kiến sẽ phải đối mặt với sự suy giảm về tình hình kinh tế, chính trị, xã hội, cũng như những khó khăn nghiêm trọng trong việc thu hút người dân tham gia quân đội. Ngoài tổn thất về xe bọc thép, Nga cũng đã chịu những thiệt hại đáng kể trong các lĩnh vực khác. Tổng số thiệt hại của tất cả các loại thiết bị quân sự của Nga bao gồm máy bay, hơn 1/3 số tàu của hạm đội Biển Đen, các hệ thống hỏa tiễn và các loại vũ khí khác đã lên tới gần 18.000 đơn vị, theo dữ liệu từ Oris. Con số này đã tăng gần gấp đôi so với mức 10.000 đơn vị được ghi nhận cách đây chưa đầy một năm rưỡi.
Trong khi đó, đội tàu chở dầu của Nga được biết đến với khả năng vận chuyển dầu bất chấp các lệnh trừng phạt của phương Tây đang phải đối mặt với những thách thức mới trong hoạt động vận chuyển quốc tế. Gần đây, họ đã mất quyền tiếp cận một bến cảng quan trọng ở biển Địa Trung Hải, nơi thường được sử dụng để chuyển dầu giữa các tàu nhằm tiếp tục vận chuyển đến châu Á. Hải quân Hy Lạp đã quyết định kéo dài cuộc tập trận thêm 2 tháng tại vịnh Laconia, một vịnh nằm ở cực nam của lục địa Hy Lạp và toàn bộ châu Âu. Vịnh này nằm trên tuyến đường biển chính dẫn đến kênh đào Suez, một tuyến đường huyết mạch cho việc vận chuyển dầu từ Nga đến các thị trường châu Á. Quyết định này có nghĩa là vịnh sẽ tiếp tục đóng cửa đối với tất cả các tàu thương mại, bao gồm cả tàu của Nga. Theo dữ liệu từ Cục Thủy văn Hy Lạp The Bloomberg trích dẫn, vào đầu năm nay, khoảng 200.000 đến 400.000 tấn dầu từ Nga được chuyển từ tàu này sang tàu khác hàng tháng tại vịnh này. Việc đóng cửa vịnh đã buộc các thương nhân phải tìm kiếm địa điểm mới để neo đậu và chuyển dầu giữa các tàu. Đây không phải là lần đầu tiên đội tàu chở dầu Nga, thường được gọi là hạm đội bóng tối, phải đối mặt với những thách thức như vậy. Trước đó, họ đã buộc phải rời khỏi Ceuta, một địa điểm quan trọng trên bờ biển Bắc Phi, khi chính quyền Tây Ban Nha thắt chặt các quy định về hoạt động chuyển dầu giữa các tàu S2S, Ship to Ship. Đối mặt với những hạn chế mới này, các thương nhân dầu của Nga đã phải tìm kiếm các địa điểm thay thế. Theo các nguồn tin được Reuters trích dẫn, hoạt động chuyển dầu giữa các tàu đối với dầu Urals của Nga đã di chuyển về phía nam tới các cảng Damietta và Port Said của Ai Cập. Tại đây, các nhà cung cấp dầu của Nga đang chuyển dầu thô từ tàu chở dầu cỡ Aframax sang tàu VLCC, Very Large Crude Carrier lớn hơn. Ngoài ra, một số hoạt động chuyển dầu cũng đang diễn ra ngoài khơi bờ biển Manta. Trong mùa hè vừa qua, phần phía bắc của biển Aegean đã trở thành một điểm neo đậu mới cho hạm đội bóng tối của Nga. Vào tháng 7, ít nhất 7 tàu chở nhiên liệu diesel và dầu khí với tổng khối lượng khoảng 123.000 tấn đã rời cảng Taman và Tuapsi ở biển Đen của Nga để đến khu vực phía nam đảo Chios của Hy Lạp, theo dữ liệu từ LSEG. Kể từ đầu tháng 8, 3 tàu chở dầu khác đã chất khoảng 100.000 tấn tại cảng Tuapsi ở biển Đen và cũng đang hướng tới quần đảo Bắc Aegean. Trong một diễn biến đáng chú ý bên lề chiến sự, vụ mưu sát mới đây nhất nhằm vào cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gây ra làn sóng phản ứng từ phía Ukraine khi cả giới chức chính phủ và các tổ chức quân sự của nước này đều lên tiếng phủ nhận mọi liên hệ với nghi phạm. Vụ việc xảy ra vào ngày 15 tháng 9 năm 2024 khi ông Donald Trump đang rời câu lạc bộ golf của mình ở West Palm Beach, Florida. Nghi phạm được xác định là Ryan Wesley Roth, 58 tuổi, đã bị bắt giữ ngay sau đó. Roth được cho là mang theo một khẩu súng AK-47 và được mô tả là một người ủng hộ nhiệt thành cho Ukraine, từng có những phát ngôn cực đoan về Nga. Ngay sau khi thông tin về vụ việc được công bố, các cơ quan chức năng của Ukraine đã nhanh chóng lên tiếng. Đại diện của Quân đoàn Quốc tế Ukraine, một đơn vị tình nguyện, đã chính thức phủ nhận mọi liên hệ với Ryan Wesley Roth. Họ khẳng định rằng Roth chưa bao giờ là thành viên của tổ chức này, mặc dù bản thân nghi phạm đã tuyên bố ngược lại. Tổng cục tình báo chính của Ukraine cũng đã phát biểu về vấn đề này. Họ nhấn mạnh rằng không có và chưa từng có người nào mang tên Ryan Wesley Roth trong hàng ngũ của họ. Tổng cục cũng bác bỏ mọi tin đồn, cho rằng nghi phạm có liên quan đến cơ quan tình báo Ukraine, gọi đây là những thông tin vô căn cứ. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã đích thân lên tiếng về vụ việc này. Trong một tuyên bố trên mạng xã hội X, trước đây là Twitter, ông bày tỏ sự vui mừng khi biết ông Donald Trump an toàn và không bị thương. Tổng thống Zelensky nhấn mạnh rằng Ukraine tôn trọng nguyên tắc pháp quyền và hoàn toàn phản đối việc sử dụng bạo lực để đạt được các mục tiêu chính trị. Bạo lực chính trị không có chỗ đứng ở bất cứ đâu trên thế giới. Tổng thống Zelensky tuyên bố, ông cũng bày tỏ hy vọng rằng ông Donald Trump và gia đình sẽ luôn được an toàn. Phản ứng nhanh chóng và mạnh mẽ của Ukraine đối với vụ việc này cho thấy mong muốn của nước này trong việc duy trì mối quan hệ tốt đẹp với Hoa Kỳ, đồng thời tránh bị liên đới đến bất kỳ hành động bạo lực chính trị nào. Điều này đặc biệt quan trọng trong bối cảnh Ukraine đang cần sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế, đặc biệt là Hoa Kỳ trong cuộc chiến đang diễn ra với Nga. Vụ mưu sát này không phải là lần đầu tiên cựu Tổng thống Donald Trump bị nhắm mục tiêu. Chỉ vài tháng trước đó, vào ngày 14 tháng 7, ông đã bị thương nhẹ ở tay trong một cuộc tấn công tương tự tại một cuộc vận động tranh cử ở Butler, Pennsylvania. Những sự kiện này làm dấy lên lo ngại về an ninh của các chính trị gia hàng đầu, đặc biệt là trong bối cảnh căng thẳng chính trị gia tăng.
Trong một diễn biến liên quan, được biết rằng trước đó ông Donald Trump, ứng cử viên Tổng thống Mỹ và cựu Tổng thống đã đưa ra những tuyên bố mới về cuộc chiến đang diễn ra ở Ukraine, gây ra nhiều suy đoán và lo ngại trong cộng đồng quốc tế. Những phát biểu này không chỉ phản ánh quan điểm cá nhân của ông Trump mà còn có thể ảnh hưởng đáng kể đến chính sách đối ngoại của Mỹ nếu ông tái đắc cử. Trong một bài phát biểu gần đây được ghi lại theo yêu cầu của cựu Thủ tướng Anh Boris Johnson và phát tại hội nghị thường niên Yes ở Kyiv, ông Trump khẳng định rằng ông có khả năng giải quyết cuộc chiến Nga-Ukraine bằng sức mạnh và trí tuệ. Ông nhấn mạnh rằng mình hiểu rõ cả Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và tin rằng việc kết thúc chiến tranh có thể đạt được thông qua sự kết hợp giữa lòng dũng cảm và sự thận trọng. Ông Trump cũng đề cập đến cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ sắp tới, dự kiến diễn ra trong vòng 53 ngày nữa, như một yếu tố có thể tạo ra những thay đổi đáng kể đối với diễn biến của cuộc chiến. Ông nói, trong 53 ngày nữa, chúng ta sẽ có cuộc bầu cử, họ sẽ thay đổi rất nhiều, kể cả cuộc chiến này. Tuy nhiên, những tuyên bố này của ông Trump đã gây ra lo ngại trong giới phân tích chính trị và cộng đồng quốc tế. Có nhiều lý do để tin rằng việc ông Trump đắc cử có thể tạo ra rủi ro tiềm ẩn cho Ukraine như thái độ đối với Putin. Ông Trump đã nhiều lần bày tỏ sự thông cảm với Putin, thậm chí gọi ông là nhà lãnh đạo mạnh mẽ. Điều này làm dấy lên lo ngại về việc ông Trump có thể có thái độ mềm mỏng hơn đối với Nga. Nghi ngờ về viện trợ. Trong nhiệm kỳ đầu tiên và trong chiến dịch tranh cử hiện tại, ông Trump bày tỏ nghi ngờ về việc Mỹ cung cấp hỗ trợ tài chính và quân sự quy mô lớn cho các nước khác, bao gồm cả Ukraine. Điều này có thể dẫn đến việc giảm mức viện trợ của Mỹ cho Ukraine nếu ông đắc cử. Cách tiếp cận không rõ ràng. Mặc dù ông Trump tuyên bố có thể nhanh chóng giải quyết xung đột, nhưng ông không đưa ra đề xuất cụ thể nào. Nếu giải pháp của ông bao gồm những nhượng bộ đối với Nga, điều này có thể được coi là mối đe dọa đối với chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine. Thay đổi chính sách đối ngoại. Việc ông Trump đắc cử có thể dẫn đến sự thay đổi đáng kể trong chính sách đối ngoại của Mỹ, có khả năng làm suy yếu sự ủng hộ của Mỹ dành cho Ukraine. Điều đáng chú ý là bài phát biểu này của cựu Tổng thống Trump được ghi lại trên máy bay khi ông đang trên đường tới một cuộc vận động tranh cử ở Arizona. Việc này cho thấy tầm quan trọng của vấn đề Ukraine trong chiến dịch tranh cử Tổng thống Mỹ hiện tại. Tuy nhiên, cũng cần lưu ý rằng những tuyên bố của ông Trump về khả năng giải quyết nhanh chóng cuộc xung đột vẫn chưa được chứng minh trong thực tế. Nhiều chuyên gia cho rằng cuộc chiến ở Ukraine là một vấn đề phức tạp, đòi hỏi sự tham gia và nỗ lực của nhiều bên liên quan, không thể giải quyết đơn giản bằng các thỏa thuận song phương. Tiếp theo là một số tin vắn đáng chú ý trong dòng chảy chiến sự Nga-Ukraine mà quý vị có thể đã bỏ lỡ. Một cựu chỉ huy NATO đã kêu gọi Ngoại trưởng Anh David Lammy ngừng do dự và cho phép Ukraine sử dụng hỏa tiễn Storm Shadow do Anh cung cấp để tấn công lãnh thổ Nga. Ông Lammy tuyên bố phương Tây sẽ không bị đe dọa bởi Vladimir Putin, người đã cảnh báo sử dụng vũ khí hạt nhân nếu Anh cho phép Ukraine tấn công Nga. Ngoại trưởng Anh bác bỏ lời đe dọa này, gọi đó là sự hù dọa và khẳng định, chúng ta không thể bị đánh bại bởi một kẻ phát xít đế quốc. Tuy nhiên, ông Lammy và Thủ tướng Keir Starmer vừa trở về từ Washington mà không nhận được sự chấp thuận của Mỹ cho việc sử dụng vũ khí tầm xa này trên lãnh thổ Nga, nơi chúng có thể được dùng để tấn công các sân bay và bãi phóng hỏa tiễn. Tướng John McCone, cựu phó tư lệnh tối cao NATO tại châu Âu, cảnh báo rằng ông Lammy không nên thể hiện sự do dự và lưỡng lự như vậy. Ông nói với BBC, sau những trì hoãn trong việc cung cấp xe tăng và máy bay chiến đấu, giờ đây chúng ta lại do dự với hỏa tiễn. Điều chúng ta nên làm là kiên quyết ngay từ đầu. Tổng thống Zelensky kêu gọi các nhà lãnh đạo phương Tây vượt qua nỗi sợ đưa ra những quyết định mạnh mẽ và cần thiết. Ông nhấn mạnh, chỉ có sự quyết đoán mới có thể chấm dứt cuộc chiến này một cách công bằng. Chính sự quyết đoán là phương tiện hiệu quả nhất để chống lại khủng bố. Đề cập trực tiếp đến hỏa tiễn Storm Shadow, ông Zelensky nói thêm, cách duy nhất để đối phó với nạn khủng bố này là thông qua một giải pháp có hệ thống, khả năng tầm xa để phá hủy không quân Nga tại các căn cứ của họ. Lời kêu gọi mới nhất của ông Zelensky được đưa ra sau khi các cuộc tấn công của Nga tại Kharkiv và các khu vực miền Đông Sumy và Donetsk khiến hàng chục người bị thương. Năm cựu Bộ trưởng Quốc phòng và cựu Thủ tướng Boris Johnson cũng đã kêu gọi việc cho phép Ukraine sử dụng hỏa tiễn mà không cần sự ủng hộ của Mỹ. Họ cho rằng việc trì hoãn thêm sẽ khiến Putin trở nên táo bạo hơn.
Mặc dù Anh có thể cho phép Ukraine bắn hỏa tiễn vào lãnh thổ Nga mà không cần sự đồng ý của Mỹ, nhưng nếu không có sự hỗ trợ của Mỹ, hỏa tiễn Storm Shadow có thể dễ bị đánh chặn hơn. Một quan chức quốc phòng giải thích rằng hỏa tiễn này sử dụng GPS để tìm mục tiêu, nhưng chiến tranh điện tử của Moscow đã khiến GPS trở nên kém hiệu quả. Điều này có nghĩa là họ phải dựa vào dữ liệu lập bản đồ được phân loại của Mỹ để có hiệu quả cao nhất. Theo nguồn tin, ông Biden và nhóm của ông đã bày tỏ ý định chờ đợi cho đến khi Tổng thống Volodymyr Zelensky trình bày kế hoạch chiến thắng của mình tại Liên Hợp Quốc vào cuối tháng này. Điều này trái ngược với những gợi ý trước đó của Ngoại trưởng Antony Blinken rằng Hoa Kỳ đang dần hướng tới việc cho phép sử dụng vũ khí do Anh và Pháp sản xuất này. Trong khi đó, một bản cập nhật tình báo quân sự của Anh cho thấy Nga đang tiếp tục các chiến dịch tấn công với cường độ cao trên nhiều khu vực của tiền tuyến. Ukraine đã phát động một cuộc phản công ở Kursk, khu vực của Nga bị Ukraine xâm nhập và rất có thể đã giành lại được một số ngôi làng. Trong một cuộc phỏng vấn gần đây với European Pravda, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski đã bày tỏ quan điểm rằng phương Tây không nên quá coi trọng những đe dọa về vũ khí hạt nhân của Nga khi xem xét việc dỡ bỏ hạn chế đối với việc Ukraine sử dụng vũ khí do phương Tây cung cấp. Ông Sikorski nhấn mạnh, theo quan điểm của luật pháp quốc tế, các sân bay quân sự của Nga, nơi xuất phát các máy bay mang hỏa tiễn tấn công Ukraine, có thể được coi là mục tiêu hợp pháp, ngay cả khi chúng nằm sâu trong hậu phương. Ngoại trưởng Ba Lan cũng bày tỏ sự không hiểu về việc trì hoãn dỡ bỏ các hạn chế đối với Ukraine trong việc sử dụng vũ khí do phương Tây cung cấp, mặc dù Nga đã phạm nhiều tội ác chiến tranh. Ông Sikorski phát biểu, các nhà báo phương Tây luôn hỏi tôi về lằn ranh đỏ của Putin và những đe dọa leo thang của ông ta. Tôi có ít nhất hai câu trả lời. Thứ nhất, chúng tôi cũng có những lằn ranh đỏ của mình, nhưng họ không bao giờ hỏi về điều đó. Thứ hai, tôi không nghĩ rằng có bất cứ điều gì mà Putin chưa làm mà ông ta sẽ làm để đáp trả hành động của chúng tôi. Tôi sẽ rất ngạc nhiên nếu ông ta điên rồ đến mức bắt đầu một cuộc chiến với NATO và những đe dọa sử dụng vũ khí hạt nhân của ông ta cho đến nay cũng chỉ là lời nói suông. Thưa quý vị, ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine đang đứng trước một cơ hội phát triển đột phá trong những năm tới. Theo nhận định của Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine là ông Rustem Umerov, tại Diễn đàn Chiến lược châu Âu Yalta gần đây, ông Umerov đã trình bày một viễn cảnh đầy triển vọng về tương lai của ngành công nghiệp này, nhấn mạnh tiềm năng tăng trưởng đáng kể và cơ hội đầu tư hấp dẫn. Theo số liệu do Bộ trưởng Umerov công bố, năm 2023 đã chứng kiến sự phát triển ấn tượng của ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine với tổng giá trị sản xuất đạt 7 tỷ Mỹ Kim, bao gồm cả khu vực công và tư nhân. Đáng chú ý, ông Umerov dự báo con số này có thể tăng gấp 3 lần vào năm 2025, đạt mức 20 tỷ Mỹ Kim, với điều kiện có thêm nguồn vốn đầu tư. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu tham vọng này, ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine cần thu hút đáng kể vốn đầu tư nước ngoài. Bộ trưởng Umerov nhấn mạnh rằng tiềm năng sản xuất hiện tại của Ukraine vượt xa khả năng tự tài trợ của quốc gia. Điều này mở ra cơ hội lớn cho các nhà đầu tư quốc tế muốn tham gia vào một trong những ngành công nghiệp quốc phòng đang phát triển nhanh nhất thế giới. Sự phát triển mạnh mẽ của ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine không chỉ có ý nghĩa quan trọng đối với an ninh quốc gia, mà còn đóng góp đáng kể vào nền kinh tế của đất nước. Việc mở rộng sản xuất có thể tạo ra hàng nghìn việc làm mới, thúc đẩy phát triển công nghệ và tăng cường vị thế của Ukraine trên thị trường vũ khí toàn cầu. Để đạt được mục tiêu này, Ukraine cần xây dựng một môi trường đầu tư hấp dẫn, bao gồm các chính sách ưu đãi thuế, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và đơn giản hóa thủ tục hành chính cho các nhà đầu tư nước ngoài. Đồng thời, việc bảo đảm minh bạch trong quản lý và sử dụng vốn đầu tư cũng là yếu tố quan trọng để thu hút các đối tác quốc tế uy tín. Với tầm nhìn chiến lược và kế hoạch phát triển rõ ràng, ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine đang đứng trước cơ hội lớn để trở thành một trong những trung tâm sản xuất vũ khí hàng đầu thế giới. Sự kết hợp giữa nguồn nhân lực chất lượng cao, công nghệ tiên tiến và vốn đầu tư nước ngoài có thể tạo ra một bước nhảy vọt trong năng lực sản xuất, đưa Ukraine trở thành một cường quốc công nghiệp quốc phòng trong tương lai gần. Trong bối cảnh cuộc chiến Nga-Ukraine vẫn đang tiếp diễn, Thổ Nhĩ Kỳ đã đưa ra một tuyên bố quan trọng về lập trường của mình đối với tình hình hiện tại. Başak Öztürk, giám đốc phụ trách các vấn đề an ninh quốc tế của Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ, đã nhấn mạnh sự ủng hộ mạnh mẽ của Ankara đối với Kyiv, đồng thời kêu gọi một giải pháp hòa bình cho cuộc chiến. Trong tuyên bố của mình, Öztürk đã mô tả Ukraine là quốc gia anh em trong lịch sử của Thổ Nhĩ Kỳ, thể hiện mối quan hệ gần gũi giữa hai nước.
Điều này không chỉ phản ánh mối liên kết lịch sử, mà còn cho thấy tầm quan trọng chiến lược của Ukraine đối với chính sách đối ngoại của Thổ Nhĩ Kỳ trong khu vực. Thổ Nhĩ Kỳ bày tỏ mong muốn chấm dứt cuộc chiến càng sớm càng tốt, nhưng điều quan trọng là giải pháp phải dựa trên sự tôn trọng lợi ích chính đáng của người dân Ukraine. Điều này cho thấy Ankara nhận thức rõ về sự phức tạp của tình hình và tầm quan trọng của việc bảo vệ quyền lợi của Ukraine trong bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào trong tương lai. Ostert nhấn mạnh rằng mặc dù Thổ Nhĩ Kỳ không muốn cuộc chiến kéo dài, nhưng điều này không đồng nghĩa với việc Ukraine nên đầu hàng. Thay vào đó, ông kêu gọi chấm dứt giao tranh thông qua các cuộc đàm phán với mục tiêu đạt được một kết quả cân bằng. Điều này phản ánh quan điểm của Thổ Nhĩ Kỳ rằng một giải pháp bền vững phải tính đến lợi ích của tất cả các bên liên quan, đồng thời vẫn duy trì các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế. Đáng chú ý, tuyên bố này được đưa ra sau khi Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan công khai ủng hộ việc trả lại bán đảo Crimea cho Ukraine phù hợp với luật pháp quốc tế. Điều này cho thấy sự nhất quán hiếm hoi trong chính sách của Thổ Nhĩ Kỳ ủng hộ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine. Phản ứng của Nga đối với những tuyên bố này khá thận trọng. Mặc dù Điện Kremlin thừa nhận vấn đề Crimea là một bất đồng trong quan hệ Nga-Thổ, nhưng họ vẫn bày tỏ mong muốn tiếp tục phát triển quan hệ đối tác với Ankara. Điều này cho thấy vai trò quan trọng của Thổ Nhĩ Kỳ như một trung gian tiềm năng trong cuộc chiến. Lập trường của Thổ Nhĩ Kỳ phản ánh sự cân bằng tinh tế trong chính sách đối ngoại của nước này. Một mặt họ duy trì sự ủng hộ mạnh mẽ đối với Ukraine và các nguyên tắc của luật pháp quốc tế. Mặt khác, họ vẫn giữ kênh đối thoại mở với Nga và kêu gọi một giải pháp đàm phán. Chiến lược này có thể giúp Thổ Nhĩ Kỳ đóng vai trò quan trọng trong việc tìm kiếm một giải pháp hòa bình cho cuộc chiến trong tương lai. Trong một cuộc phỏng vấn gần đây với European Pravda, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski đã bày tỏ quan điểm rằng phương Tây không nên quá coi trọng những đe dọa về vũ khí hạt nhân của Nga khi xem xét việc dỡ bỏ hạn chế đối với việc Ukraine sử dụng vũ khí do phương Tây cung cấp. Ông Sikorski nhấn mạnh, theo quan điểm của luật pháp quốc tế, các sân bay quân sự của Nga, nơi xuất phát các máy bay mang hỏa tiễn tấn công Ukraine, có thể được coi là mục tiêu hợp pháp, ngay cả khi chúng nằm sâu trong hậu phương. Ngoại trưởng Ba Lan cũng bày tỏ sự không hiểu về việc trì hoãn dỡ bỏ các hạn chế đối với Ukraine trong việc sử dụng vũ khí do phương Tây cung cấp, mặc dù Nga đã phạm nhiều tội ác chiến tranh. Ông Sikorski phát biểu, các nhà báo phương Tây luôn hỏi tôi về lằn ranh đỏ của Putin và những đe dọa leo thang của ông ta. Tôi có ít nhất hai câu trả lời. Thứ nhất, chúng tôi cũng có những lằn ranh đỏ của mình, nhưng họ không bao giờ hỏi về điều đó. Thứ hai, tôi không nghĩ rằng có bất cứ điều gì mà Putin chưa làm mà ông ta sẽ làm để đáp trả hành động của chúng tôi. Tôi sẽ rất ngạc nhiên nếu ông ta điên rồ đến mức bắt đầu một cuộc chiến với NATO và những đe dọa sử dụng vũ khí hạt nhân của ông ta cho đến nay cũng chỉ là lời nói suông. Trong cuộc phỏng vấn gần đây, tướng Budanov, giám đốc Cục Tình báo Quốc phòng Ukraine GUR cho biết, Nga muốn kết thúc cuộc chiến với chiến thắng vào cuối năm 2025, đầu năm 2026. Vì từ mùa hè năm 2025, nền kinh tế Nga sẽ bắt đầu gặp những vấn đề nghiêm trọng. Nhận định này của tướng Budanov xác nhận một trong những điểm các nhà quan sát đã đề cập gần đây. Nga đang cạn kiệt thời gian và không thể duy trì cuộc chiến này trong dài hạn. Hiện tại, Nga đang cố gắng thiết lập các lợi thế trên chiến trường, nhưng khả năng phòng thủ của Ukraine mạnh hơn nhiều so với mong đợi của Moscow. Chiến dịch Kursk đã làm tình hình trở nên tồi tệ hơn, thậm chí còn tệ hơn nhiều so với nhận thức của nhiều người. Nó đã phá vỡ niềm tin của người Nga rằng nước họ là một siêu cường. Không một siêu cường nào lại để xảy ra điều như vậy. Sự kiện này như một gáo nước lạnh dội vào đầu họ, vơi bày điểm yếu của Nga. Điều này sẽ buộc Moscow phải đầu tư nhiều nguồn lực hơn nữa vào khu vực này. Nhận định của Budanov về nền kinh tế Nga là chính xác. Kinh tế Nga đang bị tàn phá. Họ không sản xuất bất cứ thứ gì có giá trị thực sự ngoài nguyên liệu thô và vũ khí. Nền kinh tế thời chiến đã tạo ra việc làm, nhưng không tạo ra một tương lai bền vững. Các sản phẩm chỉ được sản xuất để bị phá hủy và không thúc đẩy nền kinh tế. Chi tiêu chính phủ quá mức đang khiến lạm phát bùng nổ, buộc lãi suất tăng vọt lên mức từ 18 đến 25%. Không cần phải có bằng cấp kinh tế cũng có thể hiểu rằng không doanh nghiệp tư nhân nào có thể sản xuất với biên lợi nhuận đủ lớn để bù đắp điều này. Đây là một tình trạng không bền vững. Toàn bộ tình hình này khiến chúng ta gợi nhớ về quá khứ. Đây chính là lý do tại sao Liên Xô về lâu dài đã sụp đổ về mặt kinh tế và sau đó là chính trị. Điều còn thiếu chỉ là giá dầu thấp. Nhưng ngay cả với giá dầu hiện tại, Nga cũng sẽ không thể tồn tại về mặt kinh tế trong cuộc chiến này. Như đã nói, Nga đang cạn kiệt thời gian và ngay cả ở Nga, điều này cũng được biết đến. Phương Tây cần sẵn sàng sản xuất vượt trội hơn Nga và gửi tín hiệu này tới Moscow.
Đây chính là lúc câu nói bằng mọi giá có ý nghĩa tuyệt đối. Đó chính xác là cách chiến tranh lạnh đã chiến thắng. Theo Bloomberg,